Ngày 3 tháng 6, đoàn công tác Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò, đóng góp toàn diện của đội ngũ trí thức và Liên hiệp hội Thành phố Hồ Chí Minh cho sự phát triển của thành phố. Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ trí thức đã thể hiện vai trò trách nhiệm và có những đóng góp không nhỏ. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ trí thức và Liên hiệp hội Thành phố Hồ Chí Minh so với nhu cầu phát triển của thành phố. Lý giải thêm về việc này, đồng chí cho rằng trước hết là do cơ chế chính sách còn vướng, cũng như cơ chế đặt hàng chưa kịp thời và đầy đủ. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đề xuất kiến nghị, thậm chí đề xuất thí điểm cơ chế để khơi thông nguồn lực này. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài gặp một số bất cập trong quá trình triển khai. Điều này dẫn đến Thành phố Hồ Chí Minh chưa thu hút nhiều nhân tài, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đến làm việc như mong đợi. Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy cách tiếp cận hơi cũ. Đồng chí Phan Văn Mãi nhìn nhận và giải thích thêm, việc thu hút nhân tài không chỉ đáp ứng lương bổng, nhà ở, mà còn đòi hỏi nhiều chế độ đãi ngộ khác hấp dẫn hơn. Theo đồng chí, không chỉ đáp ứng về vật chất, mà còn về tinh thần để xứng đáng với năng lực, đóng góp của trí thức, chuyên gia, nhà khoa học. Do đó, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu những điều này để thực hiện có hiệu quả hơn. Trao đổi thêm tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, hiện nay Liên hiệp hội Thành phố Hồ Chí Minh tập hợp được hầu hết đội ngũ trí thức đang sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mọi lĩnh vực ngành nghề. Từ đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng và mong muốn đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của thành phố, đồng thời làm cầu nối quan trọng để giới thiệu, mời gọi những trí thức tiêu biểu ở nước ngoài cùng góp sức cho sự phát triển khoa học công nghệ, phát triển thành phố.